show ya. Wish for me to call you when you turn me on. The way you tell me you want me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweetie, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them the cinema, I go. Cause you a bad man. Tiên đang trên xe đi đến studio ngày mai Tiên có một buổi chụp với lại story. Sau một năm Tiên mới có thời gian để quay trở lại chụp hình thì ngày hôm nay sẽ đi đến một cái studio khá là đẹp ở quận 5. Lát này mọi người sẽ cho mình coi mấy cấp lúc của Tiên. Hi. Đây là tóc của mọi người. Dễ thương không? Tại vì tôi đi tới studio rồi. Vì lát tinh nó hơi mới tối ha. Giờ thì tôi sẽ thay đồ nha. Mày tôi ngắn tóc giả cho nên tóc nó mới dài vậy nè. Hello mọi người, thì ngày hôm nay là 25 tháng 12 tức là Christmas. Và ngày hôm nay Tiên mới làm bộ móng rồi mọi người. Không đẹp, đẹp không? Đẹp manh. Đẹp. Tiên làm là cái gì cũng đẹp hết đó. Anh đừng có vô duyên đi. Sai. Uống con da đẹp suối. Ê, cái chủ nhà nghe. Hôm nay Tiên đang ở nhà bạn của Tiên để tổ chức tiệc Christmas. Thì tụi mình có mang những cái món ăn như thế này. Đó, xong rồi Tiên có mang. Đây là gì chị? Giới thiệu chị. Đây chị làm hả? Em không nghĩ vậy. Nghĩ chị mua. À, mua ở apparel đó mọi người. Không phải là tiệm của mình nhưng mà mình quảng cáo giùm cho bạn mình. Ok, thì đây nhà Tiên, Tiên thì Tiên có chuẩn bị chả giò với lại chả mực. Thì bây giờ thì mình vẫn còn đợi các bạn đến và chuẩn bị đồ ăn. Đầu tiên cho mọi người xem cái house view của nhà này rất là đẹp. Có một cái ban công siêu to. Kiểu ngoài đây là bên này là bên landmark nè. Xong rồi ở bên này có hai cái ban công mà kiểu như là siêu to, nhìn thấy được khu bên đó. Rồi xong rồi nguyên một cái ban công lớn như vậy mà. Thật sự là cái nhà này là một cái apartment nhưng mà nó rất là bự. Thật sự. Ngày mai Tiên sẽ có một cái chuyến đi Hồ Tràm chung với lại sinh nhật của Shane. Thì ngày mai mọi người sẽ thấy rất là nhiều mọi người đoàn tụ, ví dụ là Quỳnh Thi, Ti rồi tất cả mọi người luôn. Thì rất là lâu rồi tụi mình có một chuyến đi như vậy, cho nên là ngày mai mọi người sẽ được thấy tụi mình come back nha. Yeah. Ok mọi người, hẹn gặp lại mọi người tomorrow, bye bye. Mọi người, hiện tại thì tụi mình đã đến Hồ Tràm rồi và Tiên vừa mới phải test Covid xong rồi, bây giờ tụi mình đang đợi kết quả để check in. Shane đang ở bên kia kìa mọi người. Đó, mình mới test ở bên đó đó mọi người. Xong rồi cái mình qua đây mình đợi. Xong rồi mình mới được điện thoại. Thì lát nữa sẽ cho mọi người xem room tour của ngày hôm nay nha. Ông cô này nó cứ quắc bài kìa. Hiện tại thì Tiên đã lén. Đến nữa. Quay lén. Ủa? Quay lén chồng quay lén. Hiện tại thì Tiên đã đang tới phòng rồi và đây là căn nhà ngày hôm nay. Melia thì Tiên cũng đã ở rất là nhiều lần như mọi người thấy trên blog của Tiên rồi, nhưng mà lần đầu tiên ngày hôm nay là ở một cái căn ngay gần biển, nên là Tiên sẽ làm cái bung xuôi này. Đây là cái phòng ngày hôm nay Tiên sẽ ở với lại Ivy. Yeah. Thì đây là sẽ đó. Mạnh nông. Mạnh nông. Mình sẽ thấy là view biển. Oh my god, hi. Biết đi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi đi ra ngoài biển. Chỗ của tụi mình là ngay kế bên một cái hồ bơi khác của Malia. Nó cũng khá là xa. Ở đây hả? Đó, một cái hồ bơi ngay đây thì cái hồ bơi này Tiên cũng vlog khá là nhiều trên vlog của Tiên rồi, nhưng mà
Bây giờ thì đang có cocktail hour nên là tụi mình sẽ đi ra đây và uống. Yeah. Uống free? Is it free? Yeah. Đúc chị nổi em. Chị cũng muốn đúc. Mẹ ăn đàng hoàng đi, đúc chị. Đúng rồi. Những gương mặt ăn giật. Ăn phí. Còn bao nhiêu leo nè. Ngon dở. Wow. Ăn gì vậy? Em ăn cơm nha mọi người. Giới thiệu đi. Đây là cơm chiên với lại cua lột. Nếu mà không vào lúc đó. Ok. Đó. Mời mọi người nha. Rồi hiện tại thì tụi mình đang ở trong phòng và tụi mình sẽ nấu ăn. Hi, ốc quế sầu riêng thôi. Bây giờ tụi mình Ti với Nguyên là sẽ phụ trách cái phần nấu ăn ngày hôm nay là phần mì ý. Không có. Nguyên chỉ phụ thôi, Thiện là thức chính. À ok. Ai bị lê là. Không, hai cái đứa mà nói nhiều không làm gì đó, cho nên là đi ra. Đi ra đi. Rồi cái này đó không? I need cheese. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho mọi người nhé. Ông quá sầu riêng thôi. Chơi xong rồi mọi người, thì bây giờ sẽ đến skincare routine của Tiên. Lâu lắm rồi Tiên không có update, thì đầu tiên Tiên sẽ sử dụng sản phẩm này của Clinique. Đây là một cái balm rất là tiện khi mà đi du lịch, thì nó có một cái size nhỏ như thế này nên là Tiên rất là hay xài. Tiên rất là hay thích xài balm mọi người, tại vì xài balm quen rồi trời. Cái giọng hồi nãy ngồi nãy dưới hét dữ quá, bây giờ nói không nổi luôn. Tiên rất là thích xài balm, cleanse một lần là ra hết, rất là sạch luôn. Sau khi rửa mặt xong thì Tiên sẽ sử dụng sữa rửa mặt này của COSRX. Tiên quên mang mất cái máy rửa mặt for real rồi, cho nên là mình sẽ rửa bằng tay thôi nha. Này thì nó có rau má cho nên là rất là dịu nhẹ, những cái làn da nhạy cảm như là da của Tiên. Mùi rất là thơm mọi người. Rồi sau khi mà rửa mặt xong á thì Tiên sẽ sử dụng cái toner này của Nacific. Đấy, Tiên sẽ sử dụng ở trên cái con cô tông này. Thì đây là một cái nước hoa hồng có chứa 91% hoa cúc ở trong này. Và đồng thời thì nó sẽ có những cái thành phần ví dụ như là flavonoid hoặc là adenine nè. Và nó giúp các bạn bảo vệ da khỏi cái tác động của môi trường bên ngoài. Đồng thời á, thì trong cái sản phẩm này á, nó sẽ có vitamin A, vitamin E cung cấp những cái độ ẩm nhất định cho làn da và giúp da các bạn căng bóng hơn. Các bạn thấy đó, nó sẽ có những cái bông cúc thật bên trong này luôn nè mọi người. Những cái lá bông cúc thật bên trong này luôn. Cho nên mọi người yên tâm là nó sẽ là thiên nhiên nha. Rồi bây giờ Tiên sẽ đổ ra bông cotton và bắt đầu apply lên da của mình ha. Thì cái sản phẩm này á, nó còn giúp làm dịu da cũng như là ngăn ngừa da sớm lão hóa. Thì cái độ tuổi của mình thì nên độ tuổi tầm 20 trở lên là mình nên lo về vấn đề lão hóa rồi, cho nên là Tiên cũng rất là lo ngại về cái vấn đề này. Thì mùi của nó không có mùi hắc cũng như là không có một cái mùi cồn hay là gì cả, rất là dễ chịu. Đồng thời á, nếu mà mọi người không có mọi người mà ví dụ hôm nào mà da khô á mà muốn làm một cái toner mask, một cái mặt nạ dưỡng á, thì đây là một cái sản phẩm vô cùng hợp lý luôn. Mọi người có thể đắp trong vòng 15 đến 20 phút mà không nên sợ bị kích ứng da, đồng thời mang lại một cái độ ẩm cực kỳ tốt cho làn da của mọi người. Và sản phẩm này khi mà Tiên đi du lịch thì nó hay mang theo, tại vì nó cung cấp độ ẩm khi mà các bạn mất nước rất là nhiều ngày. Và nhớ cho mọi người sẽ thấy những cái bông cúc trong này là nó sẽ không có mùi cũng như là không có bị héo, rất là tươi luôn. Và đồng thời thì đây là một trong những sản phẩm bông cúc mà nó sẽ có giá thành cực kỳ tốt ở trên thị trường này. Vì thị trường này mọi người biết rồi, nó sẽ có những cái toner hoa cúc khác mà rất giá rất là mắc, cũng trên 1 triệu khá là nhiều. Cho nên là những bạn nào học sinh sinh viên thì Tiên highly recommend sản phẩm này. Nó chỉ tầm khoảng là giá tầm từ 200-400 ngàn thôi, rất là ok luôn. Rồi sau khi bước toner này thì Tiên sẽ sử dụng lotion của Clinique. Đây là một cái lotion mà Tiên siêu thích và mọi người thấy là Tiên xài sắp hết rồi. Dành cho những bạn nào có da nhạy cảm và cũng như da khô thì highly recommend sản phẩm này nha. Cái da dạo này Tiên trộm vía là rất là đẹp luôn mọi người.
cho nên là Tiên kiểu thôi trộn vé, trộn vé. Đang trong thời kỳ nhưng mà da vẫn rất là trộn vé nên Tiên cũng rất là vui. Sau khi bước này á thì Tiên sẽ có một cái bước là eye cream. Thì eye cream thì mọi người biết là Tiên hay sử dụng sản phẩm này rồi. AHC, cái này nó Tiên xài nhiều quá, nó bị chốc luôn rồi. Nhưng mà eye cream thì Tiên không bao giờ quên được sản phẩm này. Chống lão hóa cho vùng mắt cũng như là làm sáng cái vùng mắt luôn. Sản phẩm này có thể rất là đa năng. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm cuối cùng mà Tiên sẽ sử dụng trong ngày hôm nay, đó chính là cái Nacific Real Floral Air Cream. Thì đây là một cái kem dưỡng kiềm dầu nha mọi người, rất là tốt và rất là thiên nhiên, có những cái thành phần giúp kháng viêm trên da mặt của mọi người. Thì mọi người thấy cái texture nó giống như là dạng gel vậy á. 70% thì mọi người biết là nó sẽ từ hoa cúc nguyên chất, cho nên là nó sẽ làm dịu da tức thì. Do dành cho những bạn nào mà đang bị kích ứng hay là da đang có vấn đề thì bạn này sẽ làm dịu da rất là ok. Đồng thời thì nó cũng có hyaluronic acid, thì mọi người sẽ biết thành phần này giúp giữ cái độ ẩm trên bề mặt da và làm không bị da bị khô chứ là mất nước ha. Thì sau khi sử dụng sản phẩm này thì Tiên cảm thấy là da có săn chắc hơn, có sáng hơn cũng như là căng bóng hơn. Mọi người có thể thấy cái texture, đây là một cái air cream duy nhất tại Việt Nam và có dạng thạch như thế này, cho nên là rất là mới, cũng như là cái khả năng thẩm thấu và khả năng kiềm dầu cực kỳ tốt. Đồng thời thì cái lớp finish rất là mỏng nhẹ, không có bị nặng trên mặt. Ok, đó là sẽ là những cái bước hoàn thành skincare ngày hôm nay. Rồi bây giờ Tiên sẽ đi ngủ và hẹn mọi người ngày thứ hai ở Hồ Tràm nhé. Good morning mọi người, hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Hồ Tràm rồi. Và bây giờ Tiên sẽ đi ăn sáng. Thì Tiên có vừa mới gọi xe đến rồi, bây giờ sẽ ăn sáng của Ivy. Mà còn lại thì đang chắc là cũng đang ra đó, nhưng mà Tiên đang không biết là có đúng giờ hay không. Nhưng mà tụi mình vẫn đi ăn sáng trước. Bây giờ 9 giờ sáng. Let's go. Tụi mình đã đến chỗ ăn sáng rồi. Bây giờ hello Tiên. Và tụi mình tới trước đầu tiên của mọi người là chỉ có Tiên, Ivy, Ti với lại Khoa thôi. Là 4 người mọi người. Lấy đồ ăn sáng thôi. Lại không có lại không lại. Lại không lại ok không, bây giờ tụi mình sẽ lấy đồ ăn nha. Cảm nghĩ về sinh nhật. Mình vui. Anh bây giờ chắc là buồn rồi đó, tại vì là qua mấy ngày nữa hết December luôn rồi. Mình vui từ đầu tháng tới bây giờ rồi. Happy birthday princess. Birthday to me. Yeah. Mà chúng ta có ghẹ. Này là mật, mật sò dương. Đúng vậy, nói đúng vậy. Đúng rồi. Anh chỉnh rồi. Lại chỉnh cho mình lọt đi luôn nữa. Bên đó nữa mọi người. Ốc tỏi. Đó. Đó. Ta-da. Quá nhiều, rất là lâu rồi giọng Tiên mới dậy mọi người. Hảo, hi. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng nha. Sáng nay thì Tiên sẽ ăn những cái món
Mỹ hơn một chút, như là waffle, pancakes, sausage, bacon, như là salad.